liền. Ôi, ếch đực mà nó bự nè. Ếch đực mà nó bự cà bá luôn. Nãy giờ con này là bự nhất luôn. Nãy giờ nhỏ nhỏ thôi, không con nào bự bằng con này. Sướng 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 quá vậy. Vô. Hay lời nói đầu tiên cho Vũ gửi lời chào trân trọng nhất nhất đến quý anh chị nha. Hôm nay Vũ mời cả nhà cả quý gia đình mình cùng trải nghiệm với Vũ đi bắt ếch nhái đêm cả nhà, ếch nhái đêm đa, đầu mùa nha. Thì có gì gửi số quay cả nhà xem nha, bắt đầu mùa cả nhà. Thì Vũ gọi có thì gửi số quay cả nhà xem nha. Thì có con nhái con ếch này cả nhà. Nhái luôn. Phát hiện cái địch đầu tiên cả nhà. Đây 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 đây, nó mới một chỗ này nè cả nhà. Đó. Con đầu tiên đó nha. Mờ quá mờ cả nhà. Đó. Nó nằm nè cả nhà. Đó đó. Nước này đục quá đục, con nhìn không thấy kìa. Rồi hốt nó cả nhà để nó đi rồi. Đây, ếch đực. Con đầu tiên luôn. Con đực cả nhà. Nó mờ quá nó. Đã quá vậy. Đầu tiên. Go. Đây, phát hiện con thứ hai nữa cả nhà. Ếch nó nhỏ thôi, nè. Nằm dưới nước à. Được không mà nó nhỏ không chỗ ẹt đi theo dấu nó không, nó nhỏ không lại có đỡ không. Ủa này cho ớt thấy ghét coi cả nhà nè, nó ớt bị lớn đó, quá tài mà lớn nè, bằng nhái à, xả luôn, hết sức đau lòng rồi chứ. Này bự nha. Đã quá gì ơi. Này hốt mà để đi. Úi giời. Oh. Đó. Cái ẹp luôn. Ngon. À, đực mà. Đực bự ghê vậy. Hết hồn không? Cái đó cái hết đực quá bự. Ẹp thôi con. Quá mờ, đường mình mờ quá. Nãy giờ bắt được hai con nữa mà không có quay cả nhà. Mò à, không có quay. Không có hiện con này nữa nè. Trời. Ít con chút không mà trời. Lụm luôn. Lụm lúa luôn. Không có đồ ăn này. Nó có hiện phiêu nữa cả nhà. Nó nhỏ thôi, nhìn khó nhìn quá. Vô kiếm thôi. Nó phát hiện mục tiêu đó cả nhà. Sao rồi, con nó nhỏ không? Bây giờ, nó có đây mục tiêu luôn ha. Mò thấy kìa. Lặn hay quá. Siêu sao thiệt. Lặn bên đi mà mất dấu. Lặn thấy lặn qua đây có kìa. Ô thiệt. Điều. Nói gì. Ớt con nào nấy lớn lớn. Bành bành vậy không nè. Đó. Đó nè, lớn lớn gì đó.
Rồi đi luôn hay gì? Được trai chạy mất heo luôn à, quá hay. Đi luôn, tỏ thoát luôn. Phát hiện con ba sọc đi sọc mồi cả nhà ơi. Ồ, đây là nó, ba sọc đi sọc mồi đó. Anh này anh được kiếm lương cả nhà ơi. Anh là chuyên gia đi săn lương mà. Sọc trắng sọc đen nè. Gắn này là nó ăn thịt đồng loại luôn á. Hồi mình có cái clip là nó ăn thịt luôn con gắn cá cháo luôn quý vị. Dữ dằn thiệt. Rồi nó hay quá cái nhà, nó chui vô cái lỗ này nè, ở bên đây nó có cái lỗ đi qua cái nó chui vô luôn. Rồi hay quá, hay nó chui vô cái hang có nước rỗng ở nhà rồi nó phèo luôn, nó kiếm lường ở trong này lắm cái gì đó. Mà nó chỗ qua đây luôn, thuộc mọi hay lắm. Phèo nữa, phèo rồi, nó sẽ nằm đây, nó nằm đây cái gì, đây, nó nằm này, phèo ép, con này bự nữa nha, nằm phèo luôn, khó phèo. Đẹp nó con. Bây giờ nó đi nữa. Đã cái gì vậy? Nó đi à. Vô. Nãy giờ gặp nhiều mà ít nó nhỏ không, không có bắt luôn. Tên chú nó cái gì vậy? Giờ gió cái nó vô cặp bờ nó ngồi không. Đó, đã ha. Bắt rồi, nó nhảy quá vậy. Đó, ngon, ít cái này, ít cái đã. Ít cái quá vậy. Giật vô. Ép hả. Đó, anh chị Dũng ơi, cực con ít chạy vô cái lùm này dính luôn nè. Đó. Ở dưới kia nó chạy lên tới này nè. Đó, nó bên đó đâu quý vị. Với cái đèn mình nè, nó chạy qua tới đây luôn. Không chạy hả con, phát hiện đèn chấu nữa quý vị, nhà cháu có đèn nữa nè. Đó con này cũng trọng cả nhà, cái dùi dưới sình nè. Dùi nữa con, dùi nữa, đực nữa, đực nhiều quá. Ây dạ, rồi gọi đi rồi, chút xíu đi luôn rồi, chứ nó nhảy ra. Sao làm ăn cũng ngon, lột được cái trứng luôn anh chị ơi, nè, đó, trứng luôn, cái trứng luôn, một tờ, quần ngá của ai, kho trong đồng, nhìn thấy ghê, không có hẹn mục tiêu nữa cả nhà, cái hộp phật trong đồng, giờ, hay gì? Đây cái gì nè cả nhà, nó đầy rồi, dính nè cả nhà, nè ngồi đằng này mà kéo đằng kia thấy dũng sình nó nổi lên á, chạy con, không có phát hiện đang trú nè cả nhà, dạ. Nước nó đục ngầu. Nghĩ kéo luôn. À, nước độc quá, độc rồi, có gì ơi, sao kiếm. Để mò coi cái sao kiếm kìa. Độc quá, độc rồi. Rồi, sức quá rồi đó. Nước độc quá, độc không thấy đường.
Phát hiện đây con ếch này cả nhà, ếch này bự cả nhà, nãy giờ con này là bự nhất luôn nè, nó ngồi đá không để toàn nhẹ nhẹ đó cả nhà, cả nó nhảy đó, con này là bự nhất đó cả nhà nãy giờ đó. Đó, nãy giờ con này là bự nhất luôn nha. Nó phát hiện đây con bự nè cả nhà. Đây nè. Chỗ có đèn mình nè, chỗ á luôn nè. Ôi, ếch bự cả nhà. Ồ. Trắng quá trắng nè. Hốt nó cả nhà để nó nhảy á. Quá đã quá đã quá trời ơi. Nó còn thổi nữa còn kêu nè nó. Nó cái bong bóng của nó vậy nó kêu đó quá vậy. Đẹp đó. Vô. Ngon. Nó phát hiện đây con hả chú nó mất tiêu luôn hết thấy luôn hay thiệt chứ trời ơi nằm đây nè cả nhà rồi nè đó trốn thằng con trốn hả phát hiện cái địch nữa cả nhà. Nó chỗ cái đèn rồi nè. Đó. Dạ. Con này cũng bự cả nhà. Cái đất đây. Chắc là cái đất. Đã không có gì. Cận cảnh gì nè con mới sướng. Cận cảnh gì đó nhìn cái đá này hết được hết cái không biết. Bắt nó đi, ít được ít cái nó đi nè. Một cái cả nhà. Cái. Bắt được cái và bắt trước đi, đợi nó đi cái uổng lắm. Phát hiện cái địch nữa cả nhà. À, ai hả con? Ít được không? Cái nhỏ hồi sống bự không có mấy con bự nãy rồi, em cũng xin kết thúc cái clip phần 1 ở đây non cái gì quý vị được nha cả nhà cũng hơn cái ếch rồi đó thì vô tiếp tục phần 2 mong cả nhà ủng hộ nha chúc quý anh chị một buổi sinh nhật vui vẻ luôn trong cuộc sống nha nhớ thương vũ cho buổi sinh nhật like quý vị ơi à, được nhiều đó cả nhà hẹn cả nhà phần 2 nha kết thúc phần 1 ở đây nha. Em xin mời quý anh chị theo chân em đi tiếp tục hành trình sau ít đêm nữa cả nhà. Tiếp tục phần 2 mình đi kiếm mớ nữa cả nhà. Một mình được chứ cũng hơn cái ếch rồi đó. Ếch nhỏ chứ ếch bự là nhiều lắm rồi. Ếch nhỏ nhiều quá. Nó thấy những con gì đây nè. Mớ một một xuống đây đây. Hiện con đây nè cả nhà trời con ếch lớn nè quý vị rõ ràng không ếch rõ ràng luôn đó ếch con nó ếch nè mắt này là biết ếch rồi.